Chào các bạn, tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách khai báo cái CO này lên hệ thống Ecosys. Thì khai báo tức là các bạn là đăng ký cái CO của các bạn. Thì để thực hiện thì sau khi mà các bạn đăng nhập xong thì cái giao diện trên hệ thống nó sẽ như thế này. Và các bạn thấy là ở đây nó có cái quy trình hướng dẫn cho các bạn, có thể thấy nên đây nó có hướng dẫn cho các bạn. Ví dụ như quy trình khai báo CO này, bắt đầu là khởi tạo hồ sơ CO này. Sau đó là phía doanh nghiệp sẽ thực hiện là ký và gửi duyệt, gửi cái bộ hồ sơ đó đi đó. Đến là hệ thống thì phía cán bộ nếu mà từ chối thì sẽ trả về từ chối này, thì sau đó các bạn sẽ sửa lại và sau đó sẽ khai lên lại. Còn nếu mà phía hệ thống mà duyệt thì lúc này sẽ cấp số cho các bạn, rồi sau đó sẽ duyệt điện tử và lúc sau cuối cùng là sẽ cấp phép, và như vậy là hoàn thành đó. Như vậy là cái quy trình chung như là như vậy. Ở đây có thêm là cái quy trình có hướng dẫn cho các bạn là quy trình hủy CO này, là quy trình sửa đổi CO này. Các bạn nên đọc kỹ, tìm hiểu kỹ mấy cái quy trình này để khi mà mình rơi vào trường hợp nào thì mình có thể xử lý được cái vấn đề của mình. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tổng quan để các bạn có thể khai báo được cái CO. Thì các bạn nhìn bên tay trái của mình có nút khai báo CO. Các bạn sẽ nhấn vào đây, khai báo CO. Rồi lúc này hệ thống sẽ hiển thị cái giao diện như thế này cho các bạn, trạng thái hồ sơ là khởi tạo. Rồi lúc này các bạn sẽ thực hiện nhập đầy đủ các thông tin vào. Thì những cái chỗ nào, cái thông tin nào mà có dấu sao á, đó là những cái thông tin bắt buộc. Thì ở đây có một số thông tin, ví dụ như là mã số thuế này, cơ quan phòng ban quản lý này, form CO này, các bạn đăng ký form CO form gì này, nước nhập khẩu là nước nào này. Đó, rồi cái số tờ khai xuất khẩu đã thông quan này, ngày tờ khai này, rồi đính kèm cái tờ khai xuất khẩu. Thì các bạn lưu ý nha, các bạn lưu ý là để đính kèm cái file, để upload được cái file và đính kèm cái file này lên thì các bạn phải có chữ ký số, các bạn phải có chữ ký số, và trên cái trình duyệt của các bạn á, các bạn phải cài Java, máy của các bạn phải cài đặt Java xong, và Java này hỗ trợ chấp nhận, tức là đọc được cái chữ ký số đó, thì lúc đó các bạn mới có thể là ký và upload cái file này lên được đó. Rồi tiếp đến là dưới là cái thông tin về người giao hàng, rồi người nhận hàng, rồi ở dưới là thông tin về vận chuyển, tiếp đến là thông tin về hàng hóa. Để có thể nhập được thông tin về hàng hóa thì các bạn bấm vào cái chữ Add Update Item này, Add Update Item đó, thì lúc này mới hiện ra được cái thông tin về hàng hóa cho các bạn. Sau khi các bạn nhập đầy đủ thông tin về hàng hóa rồi, các bạn bấm Save Item đó, thì lúc này sẽ save lại cái dòng hàng, thì có bao nhiêu dòng hàng thì các bạn bấm Add Update Item bấy nhiêu lần, nó sẽ cho các bạn nhập nhiều lần. Rồi tiếp đến ở dưới này là các thông tin khác. Rồi sau khi mà các bạn nhập đầy đủ các thông tin này rồi thì mình, nếu mà mình chỉ mới là mình muốn nhập xong rồi mình lưu lại chưa gửi đi á, thì mình bấm lưu thôi, tức là lưu thì nó chưa có gửi lên, chưa có gửi đi, để mà phía cơ quan, phía cán bộ họ xử lý hồ sơ. Còn ký và gửi duyệt tức là bạn sẽ gửi bộ hồ sơ đi. Đó, thì về cái nội dung CO á, thì nếu mà có thời gian thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về các thông tin trên cái CO như thế nào qua một cái video khác. Rồi nếu mà rồi tiếp tục là sau khi mà nhập đầy đủ các thông tin rồi, thì giả sử bây giờ các bạn muốn gửi đi, các bạn sẽ bấm ký và gửi duyệt. Thì các bạn lưu ý là khi mà ký á, khi mà gửi đi á, các bạn phải gắn cái chữ ký số vô, phải có cái chữ ký số, bấm ký và gửi duyệt. Sau đó cái hệ thống sẽ đọc được cái chữ ký số, các bạn chọn cái chữ ký số mình, sau đó nhập cái mã pin chữ ký số và sau đó sẽ gửi đi. Thì các bạn thấy là ở trên này này, nó sẽ có trạng thái của hồ sơ là khởi tạo, chờ duyệt, đã duyệt điện tử hay đã chấp nhận đó. Thì các bạn có thể theo dõi cái hồ sơ của mình. Còn nếu mà các bạn muốn quản lý cái hồ sơ của mình, giả sử là hôm nay là các bạn đã gửi đi rồi, nhưng qua hôm sau các bạn muốn xem lại cái hồ sơ của mình, biết được là hồ sơ này đã xử lý tới đâu rồi, đã được duyệt chưa, được cấp phép chưa, thì các bạn sẽ vô cái chỗ tìm kiếm CO. Rồi các bạn sẽ gõ cái ngày đây, cái ngày lọc theo cái điều kiện ngày tháng năm đây đó, các bạn lọc ra ví dụ như ngày 1 tháng 1 đi, rồi các bạn bấm tìm kiếm. Rồi các bạn sẽ thấy được cái CO này nó sẽ thể hiện ra cho các bạn đây, và có cái ô trạng thái, các bạn lưu ý ô trạng thái. Ví dụ CO mà bị từ chối thì nó sẽ hiển thị ra cho các bạn là CO bị từ chối chẳng hạn,
hoặc là CO này, ví dụ CO này đã được cấp phép này đó, thì các bạn sẽ theo dõi được cái tiến trình mà phía bên hệ thống xử lý cái CO đến đâu để mà bạn biết để thực hiện làm các thủ tục liên quan. À, như vậy về về cái vấn đề khai báo cái CO này á, thì mình hướng dẫn một cách tổng quan chung như vậy. Còn để tìm hiểu rõ hơn thì các bạn nên xem tham khảo thêm các cái hướng dẫn trên cái website này. Thì trên website này các bạn thấy có một cái mục phía dưới đó là hướng dẫn sử dụng, các bạn sẽ bấm, có thể bấm vô cái chỗ hướng dẫn sử dụng này, sẽ ra cái phần là hướng dẫn sử dụng này, đăng ký mới hay là hướng dẫn khai báo gì đó, các bạn có thể đọc các tài liệu trên này để các bạn nắm rõ hơn. Rồi chúc các bạn thành công, xin chào các bạn.